Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim unlock nhận được 500 đồng token là Ready Coin Dogger nha. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 300 triệu nhé, đã có 859 tài khoản holder, đã phát sinh 2223 lượt giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimunlock.net, đi truy cập website để mình được phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn chuyển đổi cho mình. Bước một, các bạn sẽ chắc con chắc nha. Các bạn có thể sử dụng nút copy con chắc này ở đây. Sau đó các bạn vào sau ví MetaMask vào trước đó nhất của các bạn nhé. Các bạn nhấp import token và dán cái địa chỉ token nào vào ví. Ghi hiệu token là XCoin nha, token 6 nha. Nhấp add token và import token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimunlock.net. Tìm tới bước 2, nhấp vào cái link rất gọn đây để nhận token nhé. Các bạn kéo mới nhấp vào đây, phần ăn góp đây, các bạn cần làm các bạn nhấp vào phần này nhé, mua từ bên dưới này để nó thuộc vào lưu ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối đi khi gần 0.000548 rồi nhé, nhấp xác nhận giúp mình nhé. Nhìn tất chất để mua là 0.01 PNG nhé. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website cả năm và đó xuất nét để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng có cần mới nhất trên người mạng Malaysia Smart Chain nhé. Rồi, mình hướng dẫn các bạn cách cả làm lại được 500 đồng token là Bitcoin. Các bạn có thể ủng hộ kênh và cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.